Trung Quốc sẽ tung thêm sát thủ diệt ngầm ra Biển Đông. Quý vị và các bạn thân mến, Hải quân Trung Quốc đóng một tàu khu trục cỡ nhỏ Type 056A thuộc lớp Jiangdao tại căn cứ Hải quân Julin ở thành phố Cảng Tam Á, đảo Hải Nam từ ngày 8 tháng 6. Tàu mới mang tên Kujing và có số phiên hiệu là 508. China Military đưa tin, theo một số nguồn tin quân sự, nó có thể hoạt động tại Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. China Military viết rằng, tàu hộ vệ chống ngầm Kujing với trọng lượng rẽ nước hơn 1.300 tấn do Trung Quốc thiết kế và đóng mới hoàn toàn. Ngoài khả năng vô hiệu hóa các hệ thống dò tìm của đối phương, nó còn có khả năng tấn công máy bay, tàu chiến và tàu ngầm một cách độc lập hoặc phối hợp với các lực lượng khác của Hải quân. Tạp chí quốc phòng IHS Jane's Defense Weekly nhận định rất có thể Hải quân Trung Quốc sẽ biên chế Kujing vào đội khinh hạm số 26 đơn vị đang đồn trú ở căn cứ Hải quân Jiangpu gần Vịnh Bắc Bộ và đã có hai tàu hộ vệ Type 056 lớp Jiangdao. Cũng theo IHS Jane's Defense Weekly, Kujing là tàu Type 056A thứ 26 mà Hải quân Trung Quốc sử dụng và là chiếc Type 056A thứ 10 sẽ thuộc biên chế hạm đội Nam Hải. Bắc Kinh dự định bổ sung thêm 5 khinh hạm mang theo tên lửa trong năm 2016 để thay thế những tàu cũ.